ý ta đã quyết đi, cũng giống như là mũi tên này. Ai đó? Nhưng chàng phải hành quân đánh giặc, cần phải tam trường lưỡng đoạn, vậy ta thì sao? Thì Mệnh Hoàng có trai, chúng ta đều không còn cách nào khác, chỉ có thể trách ta thôi. Ta có lỗi với nàng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiểu hòa thượng sao lại ở đây than thở? Chẳng lẽ trong lòng không được thoải mái sao? Không có ạ. Vốn dĩ mọi người đều rất tốt, nhưng tại sao hạnh phúc của họ chỉ là giây phút thoáng qua thôi? Ha ha, hạnh phúc cần có vận may, nhưng không phải ai cũng có vận may tốt. Phần lớn đối với biệt ly mới là trạng thái bình thường của cuộc sống, không có vui buồn tan hợp. Thế gian này chính là không lý thú như vậy. Vậy sư phụ, chúng ta cũng phải phân ly sao? Đúng vậy, sẽ có một ngày sư phụ cũng sẽ già đi và cũng sẽ chết đi, nhưng mà đó là chuyện rất lâu về sau. Rất lâu về sau, nhưng chúng ta cũng phải ly biệt. Vậy thì chúng ta phải ghi nhớ thời gian vui vẻ, sau này có nhớ tới thì cũng sẽ vui vẻ, đúng không? Nam